nguyên trưởng ban nội chính tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều tử vong. Ông Nguyễn Văn Điều, nguyên trưởng ban nội chính tỉnh ủy Thái Bình là người bị khởi tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ vừa tử vong tại quê nhà. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Trước ngày 10 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, ông Nguyễn Văn Điều, tên thường gọi là Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1967, trú tại thôn Bùi Xá, Minh Láng, Vũ Thư, Thái Bình, nguyên trưởng ban nội chính tỉnh ủy Thái Bình được phát hiện đã tử vong, nghi do tự tử, tử. Theo vị lãnh đạo huyện, sự việc ông Điều tử vong được phát hiện tại xã Minh Lãng, ngoài tư gia trong khi đã tử vong, nghi do tự tử. Hiện cơ quan công an địa phương đang phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc. Trước đó, ngày 3 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Điều, tên thường gọi là Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1967, trú tại thôn Bùi Xá, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư. Tỉnh Thái Bình về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại khoản 2 điều 260 bộ luật hình sự. Ngày mùng 2 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình và Ban chấp hành Đảng bộ Thái Bình thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết thống nhất cao đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Điều với hình thức là cách tất cả các chức vụ hiện tại trong Đảng. Quyết định trên được đưa ra căn cứ vào quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, căn cứ nội dung, tính chất mức độ vi phạm, tình tiết giảm nhẹ và điều kiện hoàn cảnh, lịch sử nhân thân của ông Nguyễn Văn Điều. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thống nhất đánh giá hành vi vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Văn Điều là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, làm giảm sút uy tín của các tổ chức đảng và cá nhân. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Nguyễn Văn Điều nhận thức rõ sai phạm, chủ động báo cáo về vi phạm của mình với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, đồng thời chủ động khắc phục hậu quả, tự giác bồi thường thiệt hại và nghiêm túc kiểm điểm, nhận hình thức kỷ luật của đảng. Tại kỳ họp thứ 46, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Nguyễn Văn Điều, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Thái Bình do đã vi phạm nghiêm trọng quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương và luật giao thông đường bộ. Ngày 28 tháng 7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trong chủ trì cuộc họp ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ đảng viên vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban kiểm tra Trung ương, ban bí thư nhận thấy ông Nguyễn Văn Điều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương và vi phạm luật giao thông đường bộ, luật phòng chống tác hại của rượu bia gây hậu quả rất nghiêm trọng, đã bị khởi tố hình sự. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ vào quy định số 102 gạch ngang, quy đê gạch chéo, TVK ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Nguyễn Văn Điều. Trước đó, ngày 12 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã tạm đình chỉ mọi chức vụ, dừng thực hiện nhiệm vụ ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban nội chính tỉnh ủy đối với ông Điều để điều tra liên quan vụ việc này. Mời độc giả xem thêm video trưởng ban nội chính Thái Bình gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.